Hello anh em nha, đây là trại trồng hương Duy Tâm ở huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau. Nay thì em bắt vào mấy em trồng baby cho anh trai ở Châu Đốc nha, Châu Đốc An Giang. Anh cũng biết em qua kênh mạng xã hội nên anh liên hệ trực tiếp với em, chỉ cần gửi lên cho anh là được. Ok vậy em sẽ lựa cho anh nha. Ok, mời anh em xem clip em nha. Đây, để em lựa cho anh trai là hai em cái này nha. Hai em cái có tim ngừa rồi nè. Tất bày ngày 15 tháng 11 âm lịch. Bữa nay là ngày mấy vậy ta? Ngày dưới ngày 6. Ủa? Ngày hai mấy rồi? 25 rồi. 25 tháng 11. Ok. Này nó bà lớn hết trơn nè. Mặt mày ha. Lông sáng màu sáng. Hai em cái này cũng trọng rồi đó. Này, anh cho thấy không, mặt nhìn uy tín nha. Rồi vậy là về An Giang nha. Một cặp này, một cặp cái với một con được hàng hậu bị. Rồi, ok nha anh trai, hai em cái chuồng số này ha. Ê, sẵn quay luôn cho đúng cái đi. Ý là dở ra cho đúng con cái để cho anh coi luôn. Rồi, một em cái rồi. Quậy quá. Đục trống hả? Đây, quay. Ok, hai em cái. Rồi, đúng ha. Đúng hai em cái gửi cho anh trai ở An Giang. Ở ngoài bắt thêm một em đực ở ngoài chuồng mấy nữa quên. Ngoài quên tìm. 11. 11 à? Ừ. Bắt thêm một con đực 11 nữa. Này. Em này thì lựa một em đực nha. Đực này anh để cho anh trai là hàng 6 thôi. Hàng 6 luôn đó. Bán làm mối với, làm quen với anh trai ở An Giang nha. Này anh em lấy chồng ha. Đực nha, đực không bị. Đực này em lựa dương ok nè. Đó, anh em nhìn thấy ha. Đó, mặt mày, lông, đầu vuông, vuông tôm, đẹp ha. Rồi, ok, lựa cho anh trai thì là thêm hai con cái nữa. Hai con cái hàng hơi baby cho anh xài. Này anh em nhìn thấy trộm ha, nhìn thấy mặt uy tín ha. Này, em nó đây. Rồi, để em lựa thêm hai em cái. Ok, bắt ha. Cân thử đi, bỏ vô cân thử đi. Cân thử cho anh coi luôn. Qua phong phỏng rồi chứ có cân đâu. Ê, bó dính bó gì kìa. Ôi, 2 ký mấy hả? 2 ký 9 đi, 2 ký 9 trừ cho 400 luôn đi, cũng còn 2 ký 4. Ủa, 2 rưỡi chứ bài 2 ký 4. Rồi, nặng ký với ta. Rồi, vô túi, cho mày về An Giang luôn. Em ha. Hai em cá nhỏ với một em đực lớn. Ê vô quấn cái này luôn đi, cái cho đi gửi xe đi Cà Mau. Rồi giấy đâu ta? Giấy của anh này. Giấy đây. Ba em đây. Ba em về An Giang nè. Giấy tờ đầy đủ cho anh trai nhận.